Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay shop vừa về mẫu gấu bông hổ nha các bạn. Hổ ôm mình sửa nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nha các bạn. Hàng đang rất là hot luôn. Mẫu mới nha các bạn. Rất là đẹp nha. Có hai size nha các bạn. Đây là size bự nha. Còn phía sau là size nhỏ nha các bạn. Có hai size nha. Rất là đẹp nha các bạn. Gấu ôm mình sửa siêu cưng luôn nha. Các bạn nào thích bé này cứ inbox trực tiếp cho shop nha. Hoặc gọi cho shop là 0919164193 nha. Zalo của shop cũng là 0919164193 luôn. Các bạn nào thích thì cứ inbox trực tiếp cho shop nha. Đây rất là đẹp nha. Các bạn. Đẹp lắm các bạn ơi. Rồi ok, để mình ôm lên mình quay cho các bạn xem nha. Đây là gấu bông mình mới về rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình ôm lên quay cho các bạn xem nha. Đây là mẫu bự nha các bạn. Mẫu hổ bự nha, rất là đẹp nha các bạn. Đây. Con này shop đang bán với giá là 370 nha, rất là đẹp nha các bạn. Quay cho bạn xem nha. Rồi đây là bé nhỏ nè. Đây là size nhỏ nè, có hai size, hiện tại có hai size. Đây là bé nhỏ nha các bạn. Bé bự bé nhỏ ha. Đây. Bé nhỏ là 300 nha các bạn, cái nhỏ là 300 nha. Cái bự là 370 nha các bạn, rất là đẹp luôn. Shop bán hàng luôn tức luôn là mặt hàng chất lượng nha các bạn, rất là đẹp nha. Vải nhung mềm mịn nha, rất là mềm ôm rất là êm luôn. Bạn nào thích bé này thì cứ inbox trực tiếp cho shop hoặc Zalo của shop là 0919164193 nha. Shop có để đường link Shopee bên dưới các bạn. Các bạn nào mua thì cứ click vào mua ha. Rất là đẹp luôn. Bạn nào muốn mua Shopee thì shop có để đường link á, các bạn mua ha. Rồi, rất là đẹp các bạn ơi. Shop có dành tặng cho các bạn mã giảm giá 10% đó các bạn ở dưới link đó ha. Các bạn nào thích thì cứ vào mua nha các bạn. Ok, cảm ơn chào cả nhà nha. Nhớ đăng ký kênh, like, subscribe kênh nha các bạn. Shop luôn ra những mẫu mới thường xuyên nên các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của shop nha. Ok, cảm ơn chào cả nhà nha.